Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một sáng có tên là Delphi Mon. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click chấp hướng link mô tả dưới video mà tôi đã start chatbot nè bạn. Rồi bạn lưu ra để đi tiếp nè các bạn. G2M V V. Rồi mình sẽ get được như ta mau lúc ghi free thì tổng bull của group này là có 5 triệu bri token XFN nè các bạn, và 2000 random winner sẽ get được 2000 token bri và 0.4 token FN. Thôi thì bạn bấm continue đi các bạn. Như đầu tiên các bạn join group này, bắt đầu là tiếp tục follow Twitter nữa nè. Trên tờ Twitter nè, bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên. Rồi tiếp tục follow, like và reward Binbot nè. Rồi các bạn like nè, các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi bạn bấm vào submit detail nè các bạn. Rồi bạn bấm done nè. Rồi tiếp tục bạn submit đường link và profile Twitter mình nè. Thì bạn mở Twitter mình ra nha các bạn. Rồi các bạn nhập vào anh avatar nè, nhập vào hồ sơ nè, các bạn nhập vào ba cạnh cùng, nhập vào chia sẻ nè, sau đó các bạn sẽ chấm liên kết nha các bạn, gọi là cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn xôn xài group nữa nè, xôn xong thì bấm done nè. Tiếp tục follow và request hoặc yes nè. Rồi các bạn tải một cái app CHNR vậy nè, hoặc tích hợp mạng này vào MetaMask nè. Rồi thì các bạn chỉ copy địa chỉ với BNB sang chain của mình gửi cho nó nha các bạn. Con này chạy trên nền tảng của Fullsun Network nha các bạn. Rồi bạn gửi cho nó nè. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào join vào kênh iDrop Support đó nè. Join vào xong thì các bạn bấm vào status cập nhật tài khoản của mình nè các bạn. Rồi đây là link dép của mình nè các bạn. Các bạn việc lên link dép mà chia sẻ cho bè và người thân để kiếm tôi cần nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo được nhé.